À, chào các bạn, tôi là Khoa Vũ. Và hiện tại tôi đang đứng trên cái con đường là Trần Hưng Đạo. Con đường ngày xưa khi mà bãi trường đúng không ạ? Bãi trường là con đường kết nối của các dân ở khu vực là bãi trường lên với khu vực là Dương Đông hay là An Thới. Đây là một con đường ven biển, thật sự nó rất đẹp. Con đường này tôi phải nói với các bạn là gì, rất đẹp. Một bên ấy, các bạn đi ấy, thì là gì ạ? Là biển xanh, bãi trường rất đẹp. Một bên là gì ạ? Là những cánh rừng tràm. Ngày xưa nó có vẻ như vậy. Và bản chất ngày xưa nó như thế. Thế nên á, sau khi mà có một chia 2000 của khu phức hợp bãi trường đúng không ạ? Thì nơi đây đã biến được cái con đường này trở thành con đường đi bộ ven biển. Và tuy nhiên rằng là thực trạng như chúng ta nhìn thấy ở đây đúng không ạ? Có phải rằng là gì ạ? Là như các bạn nhìn thấy nó vẫn đang chỉ là một cái đường con đường rất là bình thường thôi đúng không ạ? Nhưng mà hiện tại thì chủ đầu tư của tập đoàn CEO Group đúng không ạ? Họ đã xin được làm cái con đường này. Thế là chúng ta sẽ chờ theo một thời gian nữa đúng không ạ? Chờ thêm một thời gian nữa để khi con đường này được hoàn thiện thì bãi trường sẽ ngày càng được nâng lên tầm giá trị. Và những bất động sản ở bãi trường ấy sẽ mang đến những cái cơ hội đầu tư hay là những cái giá trị mà nó thậm chí nó cao hơn bây giờ rất nhiều đúng không ạ? Ok, và bây giờ để mà các bạn có thể là tìm hiểu đúng không ạ? Một cái siêu phẩm đây tôi nói là gì ạ? Là một siêu phẩm khách sạn xây cao từ 5 cho đến 7 tầng ở ngay khu vực là ở chuỗi phân lô mà xây khách sạn của dự án là Milton. Sau một thời gian khi mà chúng tôi làm rất nhiều những video liên quan đến vấn đề là chia sẻ về thông tin về dự án, chia sẻ về những siêu phẩm đúng không ạ? Thì đã có những người chủ của những cái lô đất ở đây họ đã liên hệ với chúng tôi đúng không ạ? Họ liên hệ với anh em chúng tôi để mà ký gửi độc quyền bán những siêu phẩm này. Và bây giờ thì tôi sẽ đưa các bạn đi fly toàn bộ khu vực này đúng không ạ? Để chúng ta hiểu về cái giá trị khu này và tiềm năng của nó nếu như chúng ta đầu tư trong khoảng là 2 năm hoặc 3 năm tới nó sẽ như thế nào. Ok, và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau fly. We'll be right back.